Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web alm.vn. Các bạn nhỏ yêu quý, chúng mình đang cùng học ôn tập giữa học kỳ 2. Video bài giảng phần thứ tư này tương ứng với tiết số 7, tiết số 8 trong sách Tiếng Việt 2 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong phần thứ tư của bài ôn tập giữa học kỳ 2, cô trò chúng ta sẽ cùng thực hành kỹ năng viết. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng thực hành nghe, viết hai khổ thơ cuối trong bài thơ Cánh Cam Lạc Mẹ của tác giả Ngân Vịnh. Trên màn hình là hai khổ thơ cuối của bài thơ Cánh Cam Lạc Mẹ. Để có thể nghe, viết đạt hiệu quả cao nhất. Các con hãy cùng lắng nghe Của đọc lại hai khổ thơ cuối này nhé. Cánh cam lạc mẹ Bọ dừa rừng nấu cơm Cào cào ngưng dã gạo Xén tóc thôi cắt áo Đều bảo nhau đi tìm Khu vườn hoang lặng im Bỗng rầm ran khắp lối có điều ai cũng nói cánh cam về nhà tôi ngân vịnh thực hành nghe viết các con nhớ viết hoa tất cả những chữ cái của tiếng đầu tiên trong mỗi dòng thơ chú ý viết đúng chính tả từ bọ dừa ngưng giã gạo xén tóc và râm ran ở cuối mỗi khổ thơ, chúng mình kết thúc bằng dấu chấm. Để thực hành, hãy cùng tương tác với OLM trong câu hỏi sau. Câu hỏi vừa rồi tạo cơ hội cho các con rèn luyện đối với hai khổ thơ cuối của bài thơ Cánh cam lạc mẹ từ đó chúng mình có thể nhớ kỹ hơn để nghe viết cho thật đẹp vào vở của chúng ta không chỉ nghe viết chúng mình còn phân biệt chính tả cô có các chữ cái như ở trên màn hình đó là a u e o e ở i và với 8 chữ cái này, con hãy sắp xếp vào hai nhóm. Đầu tiên, các chữ cái có thể đứng sau. Cờ, G đơn và Ng đơn. Nhóm thứ hai, các chữ cái có thể đứng sau. K, G kép và Ng kép. Như các con đã biết, từ chương trình tiếng Việt lớp 1 Cách gọi g đơn, g kép hay là ngờ đơn, ngờ kép là cách gọi để chúng mình có thể dễ phân biệt hơn. Ở đây, g đơn, g kép hay ngờ đơn, ngờ kép dù được viết khác nhau nhưng vẫn phải đọc là g hoặc g. Chúng mình xếp được 8 chữ cái này vào hai nhóm. Đầu tiên, các chữ cái có thể đứng sau cờ G đơn và ngờ đơn đó là A, U, O, Ơ và Ư. Còn các chữ cái có thể đứng sau K, G kép, ngờ kép là E, E và Y. Ở đây là âm Y ghi chữ Y ngắn. Đây cũng là quy tắc chính tả mà chúng ta cần nhớ. Các chữ cái K, G kép. Và ngờ kép chỉ là âm đầu để đứng trước các âm e, e, i. Còn các chữ cái là cờ, g kép, g đơn, ngờ đơn sẽ là âm đầu đứng trước tất cả các âm còn lại như a, o, o, ư, á, ớ. Từ quy tắc chính tả này, cô có 6 thanh yêu cầu như sau chúng ta sẽ tìm các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng cờ, bằng ca, bằng g đơn, g kép hoặc bằng ngờ đơn hay là ngờ kép. trước hết tìm được những từ ngữ có bắt đầu bằng âm cờ, các con có thể kể đến như là ca, cờ, cá, cơm, con, cò, cưới, vân vân trong câu hỏi sau, hãy chọn ra hai từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng âm K được viết đúng nhé. Từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng K còn có thể kể ra đó là kem, kệ, kim, kiến, kiểm, kênh, vân vân. Ở đây, chúng mình nhớ được quy tắc chính tả âm K chỉ làm âm đầu khi đằng sau nó là các âm các vần có chứa e e và i tiếp theo từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g và ở đây là g đơn chúng mình có được các tiếng như gà gai gang gáy gom gốm gỡ vân vân từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng G và ở đây là G kép. Chúng mình có được các tiếng như là ghẹ, ghế, gành, ghi. Tiếp theo, có đến từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng âm ngờ, ghi chữ ngờ đơn. Con hãy chọn ra hai từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng âm ngờ được viết đúng nhé. Chúng mình có thể kể đến một số tiếng như Ngang Ngõ Nga Ngay Ngon Người Vân vân Và từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng âm ngờ ghi chữ ngờ kép Có thể kể đến như là Nganh Nghỉ Nghề Nghé Nghệ Vân vân Các con đã được nhắc lại quy tắc chính tả đối với K, g kép, ng kép, và cờ, g đơn, ng đơn. Trên đây chỉ là một số từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng các âm như vậy. Các con có thể tìm hiểu thêm, tìm thêm được những từ ngữ phù hợp với từng yêu cầu sau khi đã nắm bắt được rõ quy tắc chính tả của các âm đầu này. Trong phần thực hành viết của video phần thứ tư bài ôn tập giữa học kỳ 2, cô trò chúng mình sẽ còn viết đoạn văn. Nhiệm vụ là viết 4 đến 5 câu kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc em được người khác giúp đỡ. Đối với yêu cầu này, các con dựa vào gợi ý. Trả lời lần lượt từng câu hỏi gợi ý, chúng mình có thể sắp xếp để viết được đoạn văn phù hợp yêu cầu câu hỏi thứ nhất con đã giúp đỡ ai việc gì hoặc ai đã giúp đỡ con việc gì con hoặc người đó đã làm như thế nào và cuối cùng con có suy nghĩ gì sau khi giúp đỡ hoặc được giúp đỡ sắp xếp những câu trả lời của ba câu hỏi này chúng mình có được một đoạn văn kể về việc mà mình đã giúp đỡ người khác hoặc người khác giúp đỡ con ví dụ vận dụng ba câu hỏi này cô có một đoạn văn tham khảo như sau các con cùng lắng nghe cô đọc đoạn văn này nhé thứ sáu tuần trước em đã giúp một cụ già qua đường em gặp cụ ở ngã ba gần trường thấy đèn xanh mà cụ vẫn chưa đi nên mạnh dạng ngỏ ý đi với cụ em đợi khi đèn đỏ xe cộ dừng lại tín hiệu đèn dành cho người đi bộ được đi thì bắt đầu dắt cụ sang bên kia đường qua đường rồi cụ xúc động nói cảm ơn cháu nhiều nhé em mỉm cười nói với cụ không có gì đâu ạ à. rồi lễ phép chào tạm biệt cụ chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng em cứ thấy vui mãi vì đã giúp đỡ được người khác. Các con thấy trong đoạn văn này, bạn học sinh đã kể về việc mình giúp đỡ được một cụ già qua đường. Bạn trả lời lần lượt ba câu hỏi và kể theo trình tự mà mình đã làm trong thực tế để thấy được hành động giúp đỡ cụ già qua đường còn các con con đã giúp đỡ người khác việc gì hoặc được người khác giúp đỡ việc gì con sẽ dựa vào những gợi ý đã có sẵn để viết được một đoạn văn phù hợp với yêu cầu này nhé cô hy vọng rằng chúng mình sẽ có những đoạn văn thật hay đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng trong video này cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các con trong bài giảng Tiếp theo, trên trang web olm.vn